Ngày 7 tháng 12 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo báo chí quốc tế, quản trị tòa soạn báo chí số, lý luận thực tiễn kinh nghiệm tại khu vực ASEAN. Đồng chủ trì tọa đàm có các đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tạ Bích Loan, Trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự hội thảo có 7 đoàn đại biểu quốc tế đến từ Liên đoàn báo chí ASEAN gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore. Đây là hội thảo báo chí quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm xây dựng cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, đề xuất kinh nghiệm giải pháp phát triển nền báo chí Việt Nam và các quốc gia khu vực ASEAN, là hoạt động nền tảng cho việc tiếp tục thảo luận, đề xuất các sáng kiến đổi mới sáng tạo báo chí, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong Liên đoàn báo chí ASEAN nói riêng và cộng đồng các nước ASEAN nói chung trong thời gian tới. Phát biểu tham luận tại phiên thứ hai của hội thảo với nội dung quản trị tòa soạn số, thực tiễn kinh nghiệm và giải pháp, Đại tá nhà báo Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh, báo Quân đội Nhân dân đang tập trung phát triển nội dung một cách toàn diện với hướng tập trung vào phát triển nội dung chính luận, đa phương tiện và báo chí dữ liệu, đồng thời phát huy thế mạnh là nội dung độc quyền về lĩnh vực quân sự quốc phòng. Về quản trị tòa soạn số, báo Quân đội Nhân dân đang thực hiện chuyển đổi số để đẩy mạnh hiệu quả của tòa soạn số, trong đó nhấn mạnh vào nhiệm vụ xây dựng hệ thống phần mềm tòa soạn hội tụ đáp ứng các tiêu chí, hội tụ trong quản lý quy trình xuất bản báo chí, điều hành tòa soạn trên nền tảng số, cung cấp các công cụ hỗ trợ nghiệp vụ làm báo, cung cấp các công cụ hỗ trợ nghiệp vụ chuyên biệt như bạn đọc, nhuận bút, cộng tác viên, truyền thông quảng cáo, phát hành, xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động đối với phóng viên, biên tập viên. Báo Quân đội Nhân dân là bước chân vào cái quá trình chuyển đổi số gặp phải rất là nhiều cái khó khăn và rất là nhiều cái thách thức. Đấy, có những cái là tưởng như là rất mạnh thì lại chính trở thành một cái gánh nặng, cản trở trong quá trình phát triển. Tôi nghĩ rằng là trong cái quá trình phát triển thì cái điều quan trọng nhất là phải có được cái sự đồng lòng, nhất trí và quyết tâm của toàn tòa soạn. Thì cái điều này thì chúng tôi đã đạt được, đó là có một cái sự quyết tâm rất cao theo cái tiêu chí là bạn đọc ở đâu thì báo Quân đội Nhân dân ở đó. Đây chính là một cái cẩm nang, một cái chủ trương lớn nhất để định hướng cho báo Quân đội Nhân dân trong cái quá trình phát triển. Hội thảo là nơi để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và những cách giúp chúng ta thay đổi để bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí. Chúng ta sẽ phải kết hợp giữa ba nhà, đó là nhà báo, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Chúng ta cần phải đào tạo người trẻ trong lĩnh vực báo chí. Chúng ta cũng cần chú trọng đến công nghệ. Không có công nghệ, chúng ta không có được tiến bộ trong cuộc sống, kinh tế xã hội khó phát triển. Vì thế báo chí cũng sẽ phải chú trọng vào công nghệ. Nhờ công nghệ, khu vực Đông Nam Á sẽ kết nối được với nhau để cùng phát triển và giữ được ổn định. Các đơn vị truyền thông của chúng tôi ở Thái Lan đang nỗ lực thay đổi để bắt kịp với chuyển đổi số trong báo chí truyền thông, quản trị tòa soạn. Chúng tôi đã có được nhiều bài học kinh nghiệm, đặc biệt là khi phải đối mặt với sự nổi lên của truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội. Nhất là chúng tôi cũng phải điều chỉnh để tìm kiếm lợi nhuận, nguồn thu từ mạng xã hội. Trong quá trình đó, chúng tôi không chỉ phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến công nghệ, mà còn phải thay đổi chiến lược marketing liên quan tới nội dung. Ví dụ, khi làm một nội dung nào đó, chúng tôi phải làm sao để có thể đưa tin được trên nhiều nền tảng khác nhau, vì mỗi nền tảng đó đều mang lại nguồn thu cho cơ quan truyền thông. Việc sử dụng AI trong báo chí, đây là câu chuyện chúng ta vẫn còn đang tiếp tục bàn luận. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng AI theo hai nội dung sau, vận hành và hiệu đính. Về vận hành, AI giúp chúng ta đơn giản hóa và giảm bớt khối lượng công việc. Về công tác hiệu đính, AI giúp chúng ta hiểu rõ độc giả cần gì và chúng ta sẽ làm gì, trình bày như thế nào để sản phẩm của mình đến được với độc giả theo cách họ muốn. Chúng tôi tận dụng không gian mạng thông qua các hoạt động như tăng cường livestream, sáng tạo thêm nhiều nội dung, video clip và vươn ra tiếp cận cộng đồng bạn đọc lớn hơn trên thế giới, thay vì chỉ phục vụ bạn đọc trong nước. Đây là một vài trong số những hoạt động chúng tôi đã làm trong quá trình chuyển đổi số trong thời gian vừa qua. Ta đang nói chuyện với nhau về vấn đề chuyển đổi số, mà một trong những trọng tâm của chuyển đổi số tức là giúp cho báo chí hoạt động đúng cái tôn chỉ mục đích cũng như là cái sứ mệnh của báo chí từ trước đến nay. Lâu nay chúng ta có thể phục vụ cho công chúng nhưng mà chúng ta không biết rõ họ là ai, ở đâu và nó trôi giạt ở trên các cái nền tảng số khác nhau, đặc biệt là những cái môi trường của truyền thông mạng xã hội.
Bây giờ thì khi mà chuyển đổi số báo chí thì nó sẽ giúp cho báo chí có cái cơ hội để mà tiếp cận một cách gần gũi nhất và sâu sát nhất đến độc giả của mình, đến công chúng của mình. Và chúng ta hiểu được về họ và biết được những hành vi cũng như nhu cầu của độc giả để phục vụ một cách tối đa cho nhu cầu của độc giả. Hội thảo báo chí quốc tế, quản trị tòa soạn báo chí số, lý luận thực tiễn kinh nghiệm tại khu vực ASEAN đã kết nối, trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong chuyển đổi số báo chí giữa các nước ASEAN, góp phần gợi mở giải pháp xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo và tinh thần tương tác, đoàn kết, sự thống nhất về nhận thức chuyển đổi số của các đại biểu cho thấy triển vọng của khối báo chí ASEAN đoàn kết hướng tới sự phát triển nền báo chí quốc gia và khu vực chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.